10 sự kiện nổi bật năm 2023. Năm 2023, tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức, bất thường phức tạp hơn nhiều so với dự báo. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Báo Giao thông bình chọn 10 sự kiện nổi bật trong năm 2023 bao gồm: 1. Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5. Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện, dự báo bối cảnh tình hình mới để đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ. 2. Luật cơ chế đặc thù gỡ khó hạ tầng giao thông. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 có nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù gỡ khó hạ tầng giao thông, phải kể đến như tỷ lệ vốn góp nhà nước được vượt quá 50% với dự án cao tốc Đồng Đăng, Trà Lĩnh và dự án đường bộ ven biển Thái Bình, giúp triển khai nhanh các dự án giao thông trọng điểm. 3. Việt Nam vượt qua cơn gió ngược, tiếp tục là điểm sáng. Với mức tăng 6,72% đạt được trong quý 4 năm 2023, tăng trưởng GDP cả năm của Việt Nam đạt 5,05%, GDP bình quân đầu người năm 2023 tăng 160 đô la Mỹ so với năm 2022. 4. Dấu ấn ngoại giao nâng vị thế Việt Nam. Năm 2023, các hoạt động đối ngoại diễn ra rất sôi động, tiêu biểu như việc tổ chức đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và nhiều nguyên thủ quốc gia các nước quan trọng khác đến thăm Việt Nam được đánh giá là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử. 5. Bứt phá phát triển cao tốc, giải ngân vốn giao thông kỷ lục. Năm 2023 là năm có nhiều dự án cao tốc hoàn thành và khởi công nhất trong hơn một thập kỷ qua. Về hàng không, nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đã được khởi công, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 95%. 6. Công cuộc đốt lò tiếp tục rực cháy, xử nhiều đại án lớn. Trong năm 2023, cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều đại án khác được đưa ra xét xử như vụ Vạn Thịnh Phát, AIC, vụ chuyến bay giải cứu, Việt Á với những bản án nghiêm khắc cùng các quan chức từ cấp trung ương đến địa phương. 7. Thảm họa cháy chung cư mini tại Hà Nội. Năm 2023 đã xảy ra gần 2.000 vụ cháy nổ, gần 150 người chết, gây thiệt hại vật chất nặng nề. Trong đó đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy chung cư mini xảy ra vào ngày 12 tháng 9 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương. 8. Chính thức đấu giá biển số xe. Nghị quyết số 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô của Quốc hội chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Người dân sẽ được quyền lựa chọn, đấu giá để sở hữu biển số ô tô theo mong muốn. Việc này giúp ngăn được tiêu cực trong cấp biển số xe, tạo được nguồn thu đáng kể cho ngân sách, khai thác hiệu quả tài nguyên số trong kho. 9. 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam. Ra đời vào năm 1943, sau 80 năm, các luận điểm quan điểm trong bản đề cương vẫn tiếp tục được Đảng sáng tạo, khẳng định và hiện thực hóa. 10. Thể thao Việt Nam lần đầu đứng đầu kỳ SEA Games tổ chức ở nước ngoài. Tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giành được tổng cộng 359 huy chương các loại, trong đó 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc, 118 huy chương đồng, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games.